Và xin lồng nhiệt chào mừng tất cả quý vị khán giả và các bạn yêu mến bộ môn bóng chuyền hơi. Hôm nay tại sân thi đấu của Nhàn Hóa khu 1, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra trận thi đấu giao hữu giữa đội FC Vui Vẻ là đội chủ nhà sẽ thi đấu giao hữu với đội Máy Xúc Hồng Thương là gồm các thằng trai đến từ Hải Dương và Hưng Yên và Hà Nội sẽ thi đấu giao hữu với đội chủ nhà của FC Vui Vẻ. Ở hôm nay được sự thống nhất của ban lãnh đạo hai câu bộ sẽ tổ chức trận thi đấu giao hữu bộ môn bóng chuyền hơi tại sân thi đấu của nhà văn hóa khu 1 phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Vâng, vậy là theo tôi quan sát thì trọng tài điều khiển chính của trận đấu này là ông Hoàng Văn Dũng, một người rất nhiều kinh nghiệm với bộ môn bóng chuyền hơi, sẽ điều khiển trận thi đấu giao hữu giữa FC Vui Vẻ và Máy Xúc Hồng Thương. Vâng, vậy là đội trưởng Hồng Thương mang áo số 11 đã dẫn đến một đội hình rất mạnh đến sân thi đấu của nhà văn hóa khu 1 phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Vậy đội hình ra quân của các thằng trai bên phía đội Máy Xúc Hồng Thương gồm có 11. Số 11 là Hồng Thương đội trưởng, số 5 là Tuấn Anh, số 2 là Việt Hoàng, số 3 Hồng Sơn, số 4 là Huy Hoàng. Và một đội hình rất mạnh của các thằng trai bên phía đội Máy Xúc Hồng Thương đã được mang lên sân của nhà văn hóa khu 1 phường Yên Thanh, thành phố Mỹ, tỉnh Quảng Ninh. Và hiện tại là trọng tài ông Hoàng Dũng đang cho đội đánh xạo. Ở đội hình giao quân của anh trai bên phía đội FC Vẻ là bên phía tay phải mình các bạn. Giao quân trang phục là áo xanh quần đen, gồm có số 15 là Đức Thành, số 16 là Đỗ Đạt, 11 áo cam là anh Văn Hưng, số 6 là Thành Trung, và cầu thủ mặc quần dài đó là Hoàng Thanh. Và trận đấu đã chính thức bắt đầu chưa? Vâng, vậy là trận đấu đã chính thức bắt đầu rồi. Với điểm số đầu tiên trong set đấu thứ nhất này đã thuộc về các thằng trai của Máy Xúc Hồng Thương. 1-0 cho Hồng Thương. Đường một tốt. Một pha xử lý bóng vừa rồi là của Đức Thành, bóng vẫn còn. Đường một tốt của anh Thành Trung. Đỗ Đạt không được rồi. Ở vòng vậy là trọng tài đã xác định là bóng chạm tay chắn ra ngoài. Điểm số cho anh trai của FC Vẻ 1-0. Đỗ Đạt sẽ là người phát bóng cho anh trai của FC Vẻ. Vừa một tốt. Một pha xử lý bóng quá tuyệt vời của chàng trai mang số 2 đó là Việt Hoàng. Và Việt Hoàng đang mang được số 21 cho anh trai của Máy Xúc Hồng Thương. Vừa một tốt. Vâng, một pha xử lý bóng rất hay của anh trai bên phía đội FC Vẻ đã khiến cho hàng thủ bên phía đội Hồng Thương phòng thủ không thành công. Một điểm số đã trở về đến bảng 2-0. Và một hình thôi là quan sát của các anh trai hai đội là bên phía Máy Xúc Hồng Thương có phần trẻ hơn. Bóng vẫn còn. Hồng Thương quá tuyệt vời. Một pha đập bóng như lá đánh bác của Hồng Thương các bạn ạ. Một tình huống đập bóng tuyệt vời của Hồng Thương, chàng trai mã số 1 đội trưởng của Máy Xúc Hồng Thương đã mang được số cho Hồng Thương 3-2. Đường một tốt của anh Thành Trung. Anh Thành Trung và xử lý bóng an toàn rồi, cơ hội phản công cho Hồng Thương. Vâng, tình huống vừa rồi các chàng trai bên phía đội FC Vui Vẻ đã sập bẫy rồi. Các trai bên phía FC đã sập bẫy sau tình huống xử lý bóng tinh quái của Máy Xúc Hồng Thương. Một pha đập bóng uy lực đã bị ngăn chặn. Tình huống đập bóng uy lực vừa rồi là của Hoàng Thanh đã không qua được tay chắn càng trai bên phía đội Máy Xúc Hồng Thương. Vâng, điểm cho Máy Xúc Hồng Thương 5-2. Và phòng thủ tốt, tình huống phòng thủ tốt vừa rồi là của số 4 Huy Hoàng. Đúng một tốt rồi. Đức Thành quá hay, một pha xử lý bóng quá khéo của Đức Thành. Tình huống đánh lỏng tay rất tốt của Đức Thành đã mang điểm số cho FC Vẻ 3-5. Vâng, Đức Thành mà chàng trai sinh năm
2K1. Một chân trái rất trẻ của FC Vẻ, một tình huống kết thúc tuyệt vời nữa của chàng trai mang áo số 5 bên phía đội Bãi Xô Hồng Thường. Tình huống là bóng mà chàng trai số 5 đó là Tuấn Anh. Vâng, Tuấn Anh đã mang điểm số 6-3 cho Bãi Xô Hồng Thường. Vâng, tình huống xử lý bóng không linh công của chàng trai bên phía đội FC Vẻ. Vâng, điểm cho Hồng Thường 7-3. Vâng, đội trưởng Hồng Thường người phát bóng. Hoàng Thanh làm gì không? Rất thẻ. Một pha xử lý bóng quá tốt của chàng trai mang áo số 2 đó là Việt Hoàng. Vâng, Việt Hoàng đã mang số 8-3 cho các chàng trai của Máy Xúc Hồng Thương rồi. Vâng, trong những phút đầu của trận đấu thứ nhất này thì các chàng trai bên phía đội Máy Xúc Hồng Thương đang chơi tốt, đã tạo xong khoảng cách 5 điểm số cho chàng trai của FC Vẻ rồi. Hoàng Thanh quá tuyệt vời. Rất đáng tiếc trọng tài xác định điểm số cho chàng trai của Hồng Thương. Hồng Thương ạ. Vâng, có lỗi cho Bạch ạ. Vâng, xong chàng trai chỉ bên này. Vâng, trọng điểm nào chỉ bên đấy ạ. Vừa rồi trọng tài chỉ bên này, MC các bình luận viên cũng nhầm luôn đấy ạ. Vâng, tình huống kết thúc tốt của Hoàng Thanh, bóng cắm sân, điểm cho chàng trai của FC Vẻ 48. Đỗ Đạt đứng bóng tốt rồi. Pha phòng tốt của Đức Thành. Hoàng Thanh không được rồi. Vâng, pha xử lý bóng không thành công. Có điểm cho anh trai của đội Máy Xúc Hồng Thường 9-4. Vâng, số 3 là Hồng Sơn người phát bóng cho Máy Xúc Hồng Thường. Đứng bóng tốt của anh Thành Trung. Hoàng Thanh một pha đập bóng uy lực đã không thành công. Vâng, điểm cho anh trai của Máy Xúc Hồng Thường 14. Vâng, đội hình ra quân của anh trai bên phía Máy Xúc Hồng Thường mang đến đội hình rất trẻ. Vâng, pha phối hợp tấn công không thành công của FC Vẻ. Vâng, điểm cho Máy Xúc Hồng Thường 11-4. Đúng một tốt rồi. Đỗ Đạt bám chắn thành công rồi. Tình huống bám chắn quá tốt của số 3 Hồng Sơn. Vâng, Hồng Sơn mang điểm số 12-4 cho FC Vẻ. Một khoảng cách rất lớn được tạo ra rồi. Khoảng cách một pha kết thúc tuyệt vời. Vâng, tình huống kết thúc tuyệt vời vừa rồi là của Hoàng Thanh. Một tình huống phối hợp tấn công quá hay của FC Vẻ. Vâng, Hoàng Thanh đã mang được số 52 cho các trai của FC Vẻ. Vâng, chúng ta cần nhiều tình huống phối hợp tấn công như vậy nữa. Phối hợp tấn công giữa truyền hai Văn Hưng và kết thúc Hoàng Thanh quá tuyệt vời. Một câu trả lời. Vâng, tình huống bắn chắn tốt của hàng chắn bên phía FC Vẻ. Vâng, 62 cho FC Vẻ. Ở hai tình huống ghi điểm liên tiếp của anh trai bên phía FC Vẻ rồi. Một pha phát bóng rất khó chịu của Đỗ Đạt. Vâng, tình huống ghi điểm trực tiếp của Đỗ Đạt sau tình huống phát bóng rất khó chịu. Vâng, 72 cho các anh trai của FC Vẻ. Văn Hưng người phát bóng cho FC Vẻ. Bước một tốt. Pha gì bóng vừa rồi là của Hồng Thương. Rất đáng tiếc. Vừa rồi không có chuyển hai. Vừa rồi không có chuyển hai trong tình huống bóng rồi. Quá đáng tiếc sau tình huống bóng vừa rồi của các trai của FC Vẻ. Vừa điểm số đang 13-7 cho Máy Xúc Hồng Thương rồi. Anh Thành Trung. Tình huống bóng chắn thành công nữa của số 3 Hồng Sơn. Rồi Hồng Sơn bóng chắn thành công để mang được số 14-7 cho Máy Xúc Hồng Thương. Anh Thành Trung. Một pha bóng chắn thành công nữa của hàng chắn bên phía đội Máy Xúc Hồng Thương. Vâng, điểm cho các anh trai của Máy Xung Thương 15-7 rồi. Vâng, khoảng cách giữa đội vẫn là 8 điểm số. Bước một tốt của Đức Thành. Quá hay. Một pha phối hợp tấn công nhanh đã bị bắt bài các bạn ạ. Hàng chắn bên phía đội Máy Xung Thương trong tình huống vừa rồi hoạt động quá hiệu quả. Vâng, 16-7 cho Máy Xung Thương. Bước một tốt của Hoàng Thanh. Một pha xử lý bóng đầy kinh nghiệm của Văn Hưng. Vâng, truyền hai Văn Hưng có pha xử lý bóng đầy kinh nghiệm ở bước 2 đã gây bất ngờ cho hàng thủ bên phía đội Máy Xúc Hồng Thường. 8-16 cho FC Vẻ. Vâng, tình huống kết thúc tốt của Việt Hoàng rồi. Tình huống kết thúc tốt của chàng trai áo số 2 là Việt Hoàng đã mang được số cho Hồng Thường 17-8. Vâng, hình thức thi đấu trong mỗi trận đấu là 25 điểm câu hỏi. Vâng, một tốt của Hoàng Thanh. Anh Thành Trung. Rất đáng tiếc tình huống nhảy chắn vừa rồi của các trai
Bên phía đội máy xung thường đã chạm lưới. Ở trọng tài xác định điểm cho FC Vẻ 9-17. Ở khoảng cách giữa đội vẫn là 8 điểm số. Hoàng Thành phân bóng. Hồng Thương dọn tiếc bóng ra bật mép lưới ra ngoài. Mở điểm cho hàng trai bên phía đội FC Vẻ 10-17. Một pha xử lý bóng quá hay của Hồng Thương các bạn ạ. Một pha xử lý bóng quá tuyệt vời. Đã gây bất ngờ cho hàng thủ bên phía đội FC Vẻ. Vào điểm cho máy số Hồng Thương 18-10. Đường một tốt. Quá hay. Đó là tình huống kết thúc của Hoàng Thành. Một pha phối hợp tấn công quá tuyệt vời của các trai bên phía FC Vẻ. Vâng. Tình huống phối hợp giữa chuyền hai Văn Hưng và pha kết thúc tuyệt vời của Hoàng Thành. Vâng, điểm cho FC Vẻ 11-18. Vâng, Hoàng Thành đã có hai tình huống highlight rồi. Hai tình huống tấn công nhanh ở vị trí số 3. Quá tuyệt vời. Muốn là cơ hội cho FC Vẻ Đức Thành. Chưa thành công. Và bóng chắn tốt, tình huống bóng chắn tốt của Hoàng Thành. Vâng, một điểm số nữa được ghi bởi Hoàng Thành cho FC Vẻ 12-18. Vâng, theo quan sát đánh giá rất cao Hoàng Thành những phút vừa qua. Ai đây? Bóng vẫn còn, một pha phòng tốt của FC Vẻ. Quá khó chịu. Tình huống ghi điểm của Việt Hoàng rồi. Một pha xử lý bóng tốt của Việt Hoàng 5 điểm số cho các anh trai của máy số Hồng Thường 19-12. Một pha phạt bóng ăn điểm trực tiếp của số 3 Hồng Sơn. Và Hồng Sơn đã 3 điểm số cho anh trai của máy số Hồng Thường 20-12 rồi. Bóng đã có điểm số thứ 20 cho anh trai của máy số Hồng Thường. Anh Thành Trung, cơ hội tổ chức phản công cho Hồng Thượng. Vâng, tình huống kết thúc tốt vừa rồi là Tuấn Anh. Tình huống ghi điểm của số 5 Tuấn Anh cho máy số Hồng Thượng. Điểm 21-12 cho máy số Hồng Thượng. Đường một tốt. Hoàng Thành. Vâng, lần này thì tình huống bám chắn thành công của số 3 Hồng Sơn. Vâng, Hồng Sơn đã bám chắn tốt tình huống vừa rồi để 3 điểm số cho máy số Hồng Thượng. 22-12 rồi, một khoảng cách rất lớn đã rộng ra. Vâng, các anh trai bên phía đội máy xung thường trong khu qua chơi quá tốt. Một tình huống xử lý bóng vừa rồi đã không thành công. Một điểm cho các anh trai của máy xung thường 23-12 rồi. Vâng, ông tá nó về rồi các bạn ạ. Quá khó cho các anh trai của FC Vẻ. Khoảng cách điểm số là 11 điểm số. Vâng, tình huống kết thúc không thành công của Hoàng Thành. Vâng, một điểm số nữa là ghi cho máy xung thường 24-12. Vậy là đã có điểm set point cho các anh trai của máy xung thường rồi. Vâng, còn một điểm số thôi thì con trai của máy xung thường sẽ vượt qua con trai của FC Vẻ trong trận đấu đầu tiên. Anh Thành Trung, tình huống kết thúc tốt rồi. Bóng đã bật chắn ra ngoài, điểm cho con trai của FC Vẻ 13-24. Đức Thành người phát bóng cho FC Vẻ. Bước một tốt. Một pha phối hợp tấn công nhanh, bóng vẫn còn. Pha xử lý bóng hiền của Đức Thành, cơ hội phản công. Quá hay. Tình huống đánh lỏng tay rất tốt của Huy Hoàng. Vâng, Huy Hoàng mang số 4 bên phía đội máy số Hồng Thường là tình huống kết thúc trận đấu. Và là kết thúc trận đấu thứ nhất này thì các anh trai bên phía đội máy số Hồng Thường đã vượt qua FC Vẻ với số là 25-13. Và một khoảng cách rất lớn được tạo ra các bạn ạ. Vâng, xin lòng nhiệt chào mừng tất cả quý vị khán giả, chúng ta hãy trở lại sân thi đấu của Nhà Văn hóa khu 1 phường Tân Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để theo dõi diễn biến của trận đấu thứ hai giữa FC Vẻ và câu lạc bộ máy xúc Hồng Thương. Và là trận đấu thứ hai đã chính thức bắt đầu. Ở trong trận đấu thứ hai này thì các trai bên phía đội máy xúc Hồng Thương sẽ là bên phía tay phải mình các bạn, ra quân trang phục là áo trắng quần đen. Và các trai bên phía đội FC Vẻ sẽ là bên phía tay trái mình các bạn. Vâng, điểm số đầu tiên đã thuộc về các trai của FC Vẻ rồi. 1-0 cho FC Vẻ. Vâng, trong trận đấu thứ hai này thì các trai bên phía đội FC Vẻ đã có sự phục vụ của Idol Hùng Thông, Linh Nô Idol, Độc Đắc, Truyền Hai Văn Hưng và số 15 đó là Đức Thành. Còn các trai bên phía đội máy xúc Hùng Thương vẫn giữ nguyên đội hình. Một pha kết thúc tốt, tình huống kết thúc tuyệt vời của số 2 đó là Việt Hoàng. Vâng,
tình huống đánh bóng phối hợp tấn công quá hay của các trai đến từ máy số Hồng Thường. Vâng, điểm số cho máy số Hồng Thường 1-2. Vâng, các trai của câu bộ máy số Hồng Thường gồm có các trai đến từ Hưng Yên và Hà Nội. Một hình rất mạnh và trẻ của máy số Hồng Thường đã được mang đến sân của nhà văn hóa khu 1 Tuyến Thanh, thành phố Mỹ, tỉnh Quảng Ninh. Vâng, tình huống phòng thủ không thành công của các trai của FC vẻ điểm cho máy số Hồng Thường 2-2. Và điểm số là trở về cân bằng. Đức Thành quá hay, à vẫn Đồng Đắc. Đó là Đồng Đắc các bạn ạ. Tình huống kết thúc tuyệt vời của Đồng Đắc, chàng trai mặc áo số 11 của FC Vẻ đã ghi điểm cho FC Vẻ 3-2. Vâng, câu trả lời vừa rồi là của Hồng Thương chưa thành công. Vẫn là pha xử lý của Đồng Đắc không được rồi. Tình huống bóng chắn tốt của Hồng Sơn. Vâng, Hồng Sơn mặc áo số 3 đã tình huống bóng chắn thành công để mang điểm số cho máy số Hồng Thương 3-3. Vâng, một tốt Đức Thành, pha bóng chắn thành công rồi. Tình huống bóng chắn thành công của các thằng trai đến từ máy số Hồng Thường, điểm 4-3 cho Hồng Thường. Một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp, tình huống phát bóng ăn điểm trực tiếp của các thằng trai đến từ máy số Hồng Thường, điểm 5-3 cho máy số Hồng Thường. Đình Đô, bóng vẫn còn, tình huống phòng thủ tốt của anh trai đến từ máy trung thường không được rồi, và xử lý bóng vừa rồi không thành công, vào điểm cho anh trai đến từ FC Vẻ 4-5 cho FC Vẻ. Và khoảng cách giữa đội đang là một điểm số. Bộ một tốt của Huy Hoàng không thành công. Vâng, tình huống kết thúc không thành công của chàng trai đến từ máy sung thương, điểm cho FC Vẻ 5-5 và điểm số đã trở về thân băng rồi. Tuấn Anh, và bóng chắn tốt của hàng chắn bên phía đội FC Vẻ. Vâng, điểm cho các trai đến từ FC Vẻ 6-5. Vâng, FC Vẻ lại vươn lên. Vâng, Linh Nô người phá bóng cho FC Vẻ quá mạnh. Một pha kết thúc tuyệt vời vừa rồi là của số 2 Việt Hoàng. Vâng, Việt Hoàng chàng trai rất trẻ mà áo số 2 bên phía đội Hồng Thường có tình huống kết thúc tốt để mang về điểm số cho câu lạc bộ Hồng Thường 6-0. Đúng một tốt của Đông Đắc. Linh Đô, đấy là câu trả lời của Linh Đô Idol. Một pha kết thúc tốt của Linh Đô đã giành lại điểm số cho FC Vẻ 7-6 cho FC Vẻ. Còn hai đội đang thi đấu giằng co một tình huống. Vâng, một màn rút đuổi tỷ số. Một tình huống kết thúc tốt nữa của các trai đến từ máy số Hồng Thường, điểm số lại trở về thứ bằng 7-0. Còn hai đội đang thi đấu ăn miếng trả miếng rất tốt các bạn ạ. Bước một tốt của Đông Đắc. Ai đồng thông không thành công rồi. Tình huống kết thúc không thành công của ai đồng thông và điểm cho các trai đến từ máy số Hồng Thường 8-7. Vâng, một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp của Việt Hoàng. Chàng trai mặc áo số 2 bên phía đội máy số Hồng Thường tình huống phát bóng ăn điểm trực tiếp, điểm 9-7 cho máy số Hồng Thường. Đội một tốt của Đức Thành. Ai đồ không? Ai đồ Linh Nô đồ. Vâng, tình huống kết thúc tốt của Linh Nô đồ các bạn ạ. Vâng, Linh Nô đã mang được số 89 cho FC Vẻ. Được một tốt, một pha phối hợp tấn công nhanh quá tốt của các thằng trai đến từ máy số Hồng Thường. Vâng, 18 cho máy số Hồng Thường. Huy Hoàng người phá bóng cho máy số Hồng Thường. Được một tốt, pha thì bóng vừa rồi của Linh Nôi đổ bóng vẫn còn. Một pha kết thúc có lực tốt của Tuấn Anh, rất đáng tiếc bóng ngoài sân. Bóng điểm cho các thằng trai của FC Vẻ 9-10. Vâng, Idol thông thông người phát bóng cho FC Vẻ. Vâng, rất đáng tiếc tình huống xử lý bóng vừa rồi của Việt Hoàng đã không thành công và điểm số đã trở về thế công bằng 10-0.
Vâng, để thua trong trận đấu đầu tiên với tỷ số khá cách biệt 25-13. Thì trong trận đấu thứ hai này thì các trai bên phía đội FC Vẻ đang tạo ra một thế trận cân bằng. Một pha phòng thủ khô đình công của FC Vẻ. Vâng, điểm cho số cho câu lạc bộ Hùng Thương 11-10. Với một tốc độc đắc. Linh Đô. Pha phòng thủ tốt của Tuấn Anh. Rất đáng tiếc, tình huống xử lý bóng không thành công của anh trai bên phía đội Hồng Thương. Và điểm cho FC Vẻ 11-10. Vâng, hai đội đang bám đuổi nhau từ điểm số 1. Rất đáng tiếc, pha phạt bóng tấn công không thành công của Linh Đô. Vâng, điểm cho anh trai đến từ câu lạc bộ Hồng Thương 12-11. Ai đồng thông, bóng vẫn còn. Vâng, vậy là trọng tài bắt lỗi kỹ thuật của các anh trai đến từ câu lạc bộ Hồng Thương rồi. Có điểm cho các anh trai bên phía FC Vẻ 12 đây. Điểm số lại trở về cân bằng các bạn ạ. Vâng, trận đấu giữa câu lạc bộ Máy số Hồng Thương và FC Vẻ sẽ được tường thuật trên kênh YouTube Bóng Chuyền HVH. Rất mong được sự quan tâm và ủng hộ của tất cả quý vị anh chị và các bạn. Một tình huống sập bẫy của Đức Thành rồi. Và xử lý bóng tinh quái của các anh trai bên phía đội Hồng Thương đã khiến cho Đức Thành sập bẫy. Vâng, một tình huống đập bóng rồi đã không qua lưới. Một điểm cho các anh trai đến từ FC Vẻ 13 đây. Một điểm số lại trở về ấn bằng. Đức Thành người phát bóng cho FC Vẻ. Bước một tốc của Huy Hoàng. Làm gì không? Quá tuyệt vời. Một pha đập bóng uy lực của Việt Hoàng. Một pha đập bóng uy lực của Việt Hoàng đã mang điểm số cho anh trai của câu lạc bộ Máy số Hồng Thương 14-13. Vâng, Hồng Thương này vừa lên rồi các bạn ạ. Vâng, đứng trong đội hình của FC Vẻ đang gồm có Idol Hồng Thông và Linh Đôi Đồ. Hai cầu thủ rất chất lượng của thành phố Hồng Ngự. Một pha xử lý bóng quá hay của Tuấn Anh. Vâng, tình huống xử lý bóng quá khéo của Tuấn Anh đã mang được số tiếp theo cho Máy số Hồng Thương 15-13. Ai đồng thông, bám chắn thành công rồi. Tình huống bám chắn thành công của hàng chắn bên phía đội câu lạc bộ Hồng Thương. Tình huống bám chắn thành công vừa rồi là của Tuấn Anh và Hồng Thương. Điểm 16-13 cho câu lạc bộ Hồng Thương. Vâng, một tốt. Linh Đô. Câu trả lời đến từ vị trí của Linh Đô Idol. Vâng, Linh Đô đã xử lý tình huống xử lý bóng tốt để mang được số cho FC Vẻ 14-16. Vâng, hai đội đang chơi miếng trả miếng quá tốt. Một câu trả lời đến từ vị trí của Hồng Thương, đội trưởng của Máy xúc Hồng Thương. Vâng, 17-14 cho Máy xúc Hồng Thương. Vâng, khoảng cách giữa hai đội đang là 3 điểm số rồi. Bóng vẫn còn. Và xử lý bóng vừa rồi là của đội trưởng Hồng Thương. Bóng vẫn còn. Linh Đô. Cái chân rất khéo của Tuấn Anh. Rất hay. Tình huống phòng thủ tốt của Idol Hồng Thương. Cơ hội tổ chức phản công cho Máy số Hồng Thương. Việt Hoàng quá hay. Tình huống đập bóng uy lực của Việt Hoàng. Vâng. Một pha đập bóng có lực rất tốt của Việt Hoàng đã khiến cho hàng thủ bên phía đội FC Vẻ Vẻ phòng thủ không thành công. Và một điểm số được ghi cho Máy số Hồng Thương 18-14. Rất hay, tình huống kết thúc tốt của Tuấn Anh. 19-14 cho Máy số Hồng Thương. Và các trai trẻ bên phía đội Máy số Hồng Thương trong phút vừa qua trời quá hay. Vâng, Máy số Hồng Thương đã vượt lên với khoảng cách 5 điểm số rồi. Các trai đến từ FC Vẻ có lên. Một pha phá hoan ăn điểm trực tiếp của Hồng Sơn các bạn ạ. Một tình huống phát bóng ăn điểm trực tiếp của Hồng Sơn mang điểm số 20-14 cho câu lạc bộ Máy số Hồng Thương. Còn cứ đánh như này thì quá khó rồi. Đức Thành. Một pha kết thúc uy lực của Đức Thành. Vâng, trọng tài. Vâng, trọng tài xác định là bóng chắn chặn lưới ạ. Một điểm cho anh trai của FC Vẻ 15-20. Và kết thúc vừa rồi là của Tuấn Anh. Vâng, một tình huống kết thúc uy lực của Tuấn Anh đã loạt chắn. Điểm cho anh trai của Máy số Hồng Thương 21-15. Vâng, khoảng cách giữa đội vẫn là 6 điểm số. Bước một quá khoa.
Vâng, tình huống bóng chắn thành công của cặp đôi số 2 là Việt Hoàng và số 3 Hồng Sơn rồi. Và bóng chắn quá tốt của hai chàng trai trẻ bên phía đội Hồng Thương. 22-15 cho câu bộ Hồng Thương. Và là bóng nguyên lực, pha chắn tốt của Đức Thành. Vâng, chàng trai trẻ áo số 15 đó là Đức Thành đã tình huống đá bóng nguyên lực để giành điểm số cho FC về ạ. 16-22. Việt Hoàng rất mạnh, bóng vẫn còn. Rồi tổ chức phản công, một pha phối hợp tấn công nhanh không thành công rồi. Vâng, tình huống phối hợp tấn công nhanh không thành công của các trai đến từ máy số Hồng Thương, điểm cho FC về ạ. 17-22. Hồng Thương quá hay. Một tình huống đấm bóng không thể ngăn cản của đội trưởng Hồng Thương. Vâng, một điểm số được ghi cho câu lạc bộ máy số Hồng Thương. 23-17. Vâng. Sau tình huống đấm bóng vừa rồi thì ông Hoàng Dũng, huấn luyện trưởng của FC Vẻ đã những lời chỉ đạo nhắc nhở đến các trai của FC Vẻ. Vâng, một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp nữa của các trai đến từ máy số Hồng Thương. 24-17 rồi. Vâng, trong phút vừa qua thì các trai đến từ FC Vẻ bước 1 rất lỗi các bạn ạ. Và bước 1 không được tốt. Và đã có điểm số set point cho các trai của máy số Hồng Thương rồi. Quá uy lực, tình huống phòng thủ tốt của Đức Thành, bóng vẫn còn. Vẫn là Tuấn Anh. Tình huống đập bóng uy lực của Tuấn Anh, rất tiếc tình huống bóng này đã ra ngoài sân. Có điểm cho các trai đến từ FC Vẻ 18-24. Vâng, còn thở là còn cỡ các bạn ạ. Các trai đến từ FC Vẻ cố lên. Vâng, Đức Thành sẽ là người phát bóng cho các trai đến từ FC Vẻ. Rồi kết thúc trận đấu chăng? Đúng là kết thúc trận đấu rồi. Một pha kết thúc tuyệt vời của Tuấn Anh. Tình huống phối hợp tấn công quá hay của các trai đến từ máy số Hồng Thương. Vậy là kết thúc trận đấu thứ hai này, các trai bên phía đội máy số Hồng Thương lại vượt qua FC Vẻ tỷ số là 25-18. Vâng, sau hai set thì các trai bên phía đội máy số Hồng Thương đang tạm dẫn các trai đến từ FC Vẻ với tỷ số là 2-0. Và hai đội sẽ tạm nghỉ phút để chuẩn bị đánh trận đấu thứ ba. Vâng, xin kính mời tất cả quý vị khán giả chúng ta hãy trở lại sân thi đấu của nhà văn hóa khu 1 Bến Thành để chuẩn bị theo dõi diễn biến của trận đấu thứ ba giữa đội FC Vẻ và câu bộ máy số Hồng Thương. Vậy là trận đấu thứ ba đã chính thức bắt đầu rồi. Điểm số đầu tiên trong trận đấu thứ ba này đang thuộc về các trai của máy số Hồng Thương, 1-0. Một pha là bóng uy lực của Idol Hồng Thương, của Linh Nô. Một pha xử lý bóng không thành công rồi, điểm cho các trai của máy số Hồng Thương, 2-0. Vâng, trong trận đấu thứ ba này thì theo tôi quan sát thì các trai đến từ máy số Hồng Thương vẫn giữ nguyên hình. Một pha sập bẫy của chuyến hai bên phía đội máy số Hồng Thương rồi. Tình huống xử lý bóng tinh quái của Đức Huy mang điểm số cho FC Vẻ, 1-2 cho FC Vẻ. Còn vậy là đội hình giao quân trong trận đấu thứ ba này của các trai đến từ FC Vẻ gồm có Đỗ Đạt, Văn Hưng, Minh Nô, Anh Thành Trung và Đức Huy. Vâng, điểm số 3-1 cho các trai đến từ máy số Hồng Thương. Bóng bỏ tốt, Đức Huy. Rất đáng tiếc, trọng tài xác định là bóng chưa có lưới. Và điểm cho các trai đến từ máy số Hồng Thương, 4-1. Bóng bỏ tốt của Anh Thành Trung. Linh Nô, quá tuyệt vời. Đấy là pha kẻ y quen thuộc sở trường của Linh Nô Idol các bạn ạ. Một pha kẻ y quá hay của Linh Nô. Vâng, chúng ta cần nhiều tình huống đập bóng như vậy nữa đến từ vị trí của Lino Idol. Vâng, 2-4 cho các trai đến từ FC Vẻ. Và kết thúc tốt của Hồng Sơn rồi. Tình huống đáp trả lại sau tình huống ghi điểm của Lino. Vâng, tình huống ghi điểm của Hồng Sơn cho máy số Hồng Thương, 5-2. Một pha phát bóng quá khó chịu đến từ vị trí của Hồng Sơn. Vâng, một tình huống phát bóng qua phần may mắn của Hồng Sơn đã mang điểm số tiếp theo cho máy số Hồng Thương, 6-2 cho máy số Hồng Thương. Vâng, một tốt của Đức Huy. Linh Nô không, lần này thì Linh Nô đã không thành công rồi. Vâng, điểm cho các trai đến từ máy số Hồng Thương, 7-2. Vâng, trong hai trận đấu đầu tiên thì các trai đến từ máy số Hồng Thương đã thể hiện một sức mạnh vượt trội so với trai đến từ FC Vẻ. Bám chắn thành công, pha bóng chắn quá tốt, tình huống lập chắn quá tuyệt vời của Tuấn Anh các bạn ạ.
Tuấn Anh có tình huống nhảy bấm chắn lập chắn quá hay để mang được số cho Hồng Thường 82. Với một tốc anh thì trùng. Đức Quý. Và kết thúc uy lực giữa không thành công. Ở điểm số tiếp theo cho máy số Hồng Thường 92 rồi. Bà ai cẩn thận đâu, máy quay cháu bà ơi. Một tốc Đức Huy. Đỗ Đạt. Bóng vẫn còn. Một pha lót tốt của anh Đình Trung. Còn pha phối hợp tấn công không thành công rồi. Tình huống xỉ bóng không thành công của các trai đến từ máy xung thường được điểm cho FC Vẻ 39. Hồng Thương. Pha xử lý quá hay của đội trưởng Hồng Thương. Bước một tốt của đội trưởng Hồng Thương. Pha xử lý của Huy Hoàng. Cơ hội tổ chức phản công cho FC Vẻ. Bóng vẫn còn. Một pha xử lý bóng hiền quá mạnh. Một pha bật nhảy tại chỗ quá tốt của Việt Hoàng các bạn ạ. Vâng, Việt Hoàng mang số 2 bên phía đội máy số Hồng Thường có tình huống đập bóng tốt để mang được số cho đội của mình. 13 cho máy số Hồng Thường rồi. Vâng, khoảng cách giữa đội đang là 7 điểm số. Rất đáng tiếc. Một pha phát bóng tấn công không thành công của Hồng Sơn. Ở điểm cho FC Vẻ 40. Ở Đức Huy người phát bóng cho FC Vẻ. Tuấn Anh. Một pha phối hợp tấn công quá hay. Nhưng rất tiếc tình huống đập bóng uy lực của Tuấn Anh lại ra ngoài. Vâng, điểm cho các anh trai đến từ FC Vẻ 50. Vâng, tình huống đập bóng vừa rồi của Tuấn Anh đã mất bóng luôn ạ. Đã phải đổi bóng. Và xử lý bóng tốt. Tình huống xử lý bóng tốt vừa rồi là của Việt Hoàng. Vâng, Việt Hoàng đã may được số 11 năm cho máy số Hồng Thường. Đỗ Đạt. Không thành công rồi. Đỗ Đạt ơi, cứ xử lý bóng tự tin lên. Tình huống bóng chắn thành công của Hoàng Chắn bên phía đội máy số Hồng Thường. 12 năm cho máy xung thường rồi. Vâng, khoảng cách giữa đội đã là 7 điểm số. Ninh Nô. Hàng trắng bên phía đội máy xung thường hoạt động quá hiệu quả. Tuấn Anh quá hay. Vẫn là cơ hội tổ chức phản công cho máy xung thường. Bóng chắn tốt. Vâng, tình huống phòng thủ không thành công của các anh trai đến từ máy xung thường. Vâng, điểm cho FC Vẻ 62. Ninh Nô người phát bóng. Bước một tốc của Huy Hoàng. Hồng Thương. Tình huống kết thúc tuyệt vời của đội trưởng Hồng Thương các bạn ạ. Quá hay. Vâng, từ bóng ra chuyển sang bóng hơi. Hồng Thương vẫn thi đấu quá tuyệt vời. Vâng, một idol của đến từ Hưng Yên các bạn. Hồng Thương là một idol đến từ Hưng Yên. Quá hay. Đó là pha xử lý khéo của Ninh Nô. Vâng, tình huống xử lý của Linh Đô đã may được số cho FC Vẻ 73. Vừa một tốc của Huy Hoàng. Hồng Thương. Vâng, tình huống đập bóng uy lực của Hồng Thương đã bật tay chắn các anh trai bên phía đội FC Vui Vẻ ra ngoài. Điểm cho Hồng Thương 14-7. Vâng, đây đội hình chuyên nghiệp này bạn. Đây hình chuyên nghiệp rồi, chuyên đánh bóng ra. Một pha xử lý bóng tốt của Linh Đô. Vâng, Ninh Đô đã mang được số cho FC Vẻ 84. Bước một tốt của Hồng Sơn. Quá hay. Rất đáng tiếc. Tình huống phối hợp đánh chồng quá hay. Rất đáng tiếc. Tình huống kết thúc cuối cùng lại ra ngoài. Vâng, điểm cho các anh trai của FC Vẻ 94. Một pha phạt bóng quá khó chịu. Được quý. Không được rồi. Vâng, một pha xử lý bóng không thành công vào điểm qua các anh trai đến từ máy xúc Hồng Thường 15-9. Được một tốc anh Hình Trung. Đức Huy bóng chắn quá tốt. Tình huống lập chắn quá tốt của đội trưởng Hồng Thường. Vâng, đội trưởng Hồng Thường có tình huống bóng chắn thành công để mang được số cho máy xúc Hồng Thường 16-9. Linh Nô. Câu trả lời đến từ vị trí của Linh Nô Idol. Vâng, Ninh Đô Idol vẫn cho thấy sự xuất sắc của mình với tình huống ghi điểm cho FC Vẻ 10-16. Quá uy lực. Rất đáng tiếc. Vậy là vừa rồi tình huống vừa rồi trọng tài ông Hoàng Dũng đã bắt
Dẫm Bạch. Trong tình huống nhảy lên đập bóng vừa rồi của Tuấn Anh, mở điểm cho FC Vẻ 11-16. Và kết thúc tốt của Việt Hoàng. Vâng, Việt Hoàng chàng trai trẻ mang áo số 2 bên phía đội Hồng Thường có tình huống kết thúc tốt để mang điểm số cho đội máy số Hồng Thường 17-11. Làm gì không? Linh Nô quá hay, đó là pha trẻ y quen thuộc của Linh Nô Idol. Vâng, tình huống xử lý bóng tốt, kẻ y tốt của Linh Nô đã mang được số 12-17 cho FC Vẻ. Bóng hiền rồi, cơ hội tổ chức phản công quá hay, đó là tình huống kết thúc của Tuấn Anh. Vâng, quá tuyệt vời các bạn ạ. Một tình huống phối hợp tấn công quá hay, quá có lét của các chàng trai đến từ máy số Hồng Thường. Tình huống kết thúc tuyệt vời vừa rồi là của Tuấn Anh đã may được số 18-12 cho Hồng Thường. Đức Quý không thành công rồi. Một câu trả lời của Đức Quý đã không thành công, một điểm số cho chàng trai của máy số Hồng Thường 19-12. Còn theo tôi quan sát thì đội hình của máy số Hồng Thường là đội hình rất trẻ và tài năng. Toàn những idol thôi các bạn ạ, toàn những idol đến từ Hưng Yên và Hà Nội thôi. Một pha xử lý quá khéo, một cái chân rất khéo của anh Thành Trung. Làm gì không, Tuấn Anh. Bóng mất quần. Quá uy lực. Vâng, rất đáng tiếc, trước đó trọng tài bắt lỗi dính bóng rồi. Trọng tài đã bắt lỗi dính bóng trước đó của các trai đến từ máy số Hồng Thường và điểm cho FC Vẻ 13-19. Được một tốt. Bám chắn thành công. Và bám chắn thành công của cặp đôi Đức Huy và Lino. Ông đã mang điểm số cho FC Vẻ 14-19. Ở khoảng cách giữa đội là 5 điểm số. Rất đáng tiếc, tình trọng tài đã bắt lỗi chạm lưới trong tình huống bóng vừa rồi. Bóng điểm cho con trai bên phía đội FC Vẻ 15-19. Rất đáng tiếc, lại lỗi chạm lưới rồi. Hai tình huống chạm lưới liên tiếp của chiến hai Hồng Sơn. Ai đồ thông về, ai đồ thông ơi. Chơi đã. Quá uy lực. Và kỹ thuật quá tuyệt vời của Tuấn Anh các bạn ạ. Vâng, tình huống kết thúc tuyệt vời của Tuấn Anh đã mang được số cho máy số Hồng Thường 20-16. Vâng, rất đáng tiếc. Một pha phòng thủ không thành công nữa của các trai đến từ FC Vẻ. Vâng, điểm cho máy số Hồng Thường 21-16. Trọng ai làm trọng tài thứ hai đi. Pha phòng tốt của Hồng Sơn, bóng mất quần. Đội một tốt của Đô Đạt. Linh Nô. Một pha xử lý rất khó chịu, bóng mất quần. Quá hay. Pha phòng tốt của các trai đến từ FC Vẻ. Tuấn Anh quá tuyệt vời. Rất đáng tiếc trọng tài đã xác định bóng ngoài sân các bạn ạ. Một pha bật nhảy quá tốt của Tuấn Anh, rất đáng tiếc tình huống kết thúc vừa rồi lại ra ngoài. Vâng, điểm cho con trai đến từ FC Vẻ 17-21. Bước một tốc của Huy Hoàng. Tuấn Anh quá hay. Đập như thế làm sao mà can được cản được các bạn. Đập như thế làm sao mà cản được ạ. Vâng, Tuấn Anh, một chàng trai trẻ quá tuyệt vời của máy số Hồng Thường. Có tình huống đội bóng cắm sân để mang được số 22-17 cho máy số Hồng Thường. Đức Quý không thành công rồi. Vâng, điểm cho chàng trai đến từ máy số Hồng Thường 23-17. Vâng, đã có điểm số thứ 23 rồi. Đã điểm số thứ 23 cho chàng trai của máy số Hồng Thường. Ninh Nô chưa được, vẫn là Ninh Nô, vẫn là pha phòng tốt của anh trai đến từ máy số Hồng Thường. Ninh Nô không được, và bóng chắn tốt của Việt Hoàng. Vâng, tình huống bóng chắn tốt của Việt Hoàng đã mang được số cho máy số Hồng Thường 24-17. Vâng, vậy đã có điểm set point cho anh trai đến từ máy số Hồng Thường rồi. Quá khó cho FC Vẻ, không thành công. Vâng, vậy là kết thúc trận đấu thứ ba này thì các anh trai đến từ máy số Hồng Thường
đã vượt qua FC Vẻ với tỷ số là 25-17. Vậy chung cuộc sau 3 set thì các anh trai đến từ máy số Hồng Thương đã vượt qua FC Vẻ với tỷ số là 3-0. Trận đấu tiếp tục. Làm gì con người mà thay. Bốn người thằng em kia là mượn ở dưới này. Mấy thằng em vừa bắt một là mượn. Bây giờ xong quay. Bẫy thành công. Điểm cho máy xúc Hồng Thương 1-0. Bỏ nhỏ tốt điểm cho. Đừng lườm chị. Đừng lườm chị. Đổi điểm 1-1. Chuyển lỗi rồi, điểm cho Yên Thanh 2-1. Đỡ bóng hỏng, điểm cho Yên Thanh 3-1. Đỡ bóng lỗi kỹ thuật, điểm cho máy xúc Hồng Thương 2-3. Chắn bóng tốt, điểm cho máy xúc Hồng Thương 3-0. Các bạn không chịu khó thủ gì cả. Các bạn cứ đập xong là đứng. Không hiểu ý, đánh một chuyền thôi. Bóng tốt, điểm cho máy xúc Hồng Thương 4-3. Bóng tốt, điểm cho Yên Thanh 4-0. Bóng chưa qua, điểm cho Yên Thanh 5-4. Quá trong ngoài anh. Trong sân, điểm cho máy xúc Hồng Thương 5-0. Trọng tài Hoàng Việt Dũng đã xác định là bóng trong sân. Phát bóng tốt, điểm 6-5. Các bạn tập trung bước 1 lên. Bóng tốt, điểm cho Yên Thanh 6-0. Hai đội cố lên. Chơi cho nó cứ nhiệt lên. Chắn tốt, điểm cho Yên Thanh 7-6. Mày ở đâu Huy? Điểm cho máy xúc Hồng Thương 7-0. Cái gì? Lỗi kỹ thuật, điểm cho Hồng Thương 8-7. Ui. Điểm cho Yên Thanh 8-0. Bóng chạm tay chắn ra ngoài, điểm cho máy xúc Hồng Thương 9-8. Người toàn như chiếc lá bật.
người vật tấn như chiếc lá. Hay, hay quá, điểm cho Yên Thanh 9 đều. Mỗi số 9 là Văn Hiệp là cười tươi đấy, các bạn cười tươi lên cái. Các bạn chơi bóng mà chúng nó buồn quá đi. Chắn bóng tốt, điểm cho Hồng Thương 19. Phát bóng hỏng, điểm cho Yên Thanh 10 đều. Đập bóng xuất sắc, điểm cho Hồng Thương 11-10. Ba đánh nhanh vừa rồi thật sự là xuất sắc. Bóng ra ngoài, điểm cho Hồng Thương 12-10. Chán bóng tốt. Bảo nhưng mà không nghe thế nào. Điểm cho Hồng Thương 13-10. Mày nói chậm lên, mày nói nhanh, chị cha thì cha cái đeo gì đó. Ôi! Ăn rồi. Đánh bóng tốt, điểm cho Hồng Thương 14-10. Chuỗi liên điểm liên tiếp của máy xúc Hồng Thương. Đầu Yên Thanh cố lên. Cắt đi. Em chỉ được ly thôi, không còn được công. Thời gian đâu mà tan ý. Rồi chứng chỉ được ly thôi. Chắn bóng tốt, điểm cho Hồng Thương 15-10. Idol Hưng Yên xứ Quảng Ninh là mưa làm gió sợ thế nhỉ? Bóng ra ngoài, điểm cho Yên Thanh 11-15. Ngoài rồi. Bóng người ta đấy. Đập bóng ra ngoài, điểm cho Yên Thanh 12-15. Đẹp. Mệt chưa. Ôi chết, đổ cái ông thuyền ông kia rồi. Đập bóng ra ngoài, điểm cho Hồng Thương 16-12. Đánh bóng tốt, điểm cho Yên Thanh 13-16. Thì nó đập kém bóng. Ui giời. Sơn này. Đánh bóng tốt, điểm cho máy xúc Hồng Thương 17-13. Pha bóng vừa rồi là tương đối khó mà xử lý quả. Quả đấy mà xử lý quá tốt. Ui giời chuyền. Quả đấy là bóng giật lưới ra ngoài. Điểm cho Yên Thanh 14-17. Còn ê, bóng tốt, điểm cho Yên Thanh 15-17. Ủa, ngon rồi. Sắp đều rồi.
phải thấp quá. Bóng ra ngoài, điểm cho Yên Thành 16-17, cố lên. Thấp quá Sơn ạ. Chán bóng tốt, điểm cho Yên Thành 17 đều. Lần đầu tiên đều. Trong 4 set bóng là set này là lần đầu tiên dẫn lên đều. Bóng tốt, điểm cho máy xúc Hồng Thương 18-17. Bóng tốt, điểm cho máy xúc Hồng Thương 19-17. Bóng tốt, điểm 20-17. Bóng tốt, điểm cho Yên Thành 18-20. Bóng tốt, 21-18. Bóng tốt, 22-18. Cái bạn kia bé bé nhìn hay. Tính tuổi sao mình chấp. Đánh bóng phạm lỗi kỹ thuật, điểm cho Yên Thành 19-22. Điểm 23-19. Chán bóng tốt, điểm 20-23. Đánh cho loạn lên thì thế thế nào chắn. Sắp đều rồi. Con. Ui. 24 20. Kết thúc 25-20.